em hầu như khách hàng comment thì không có, nhưng inbox thì hầu như nhiều. Giống khách của em, người ta toàn đến trực tiếp là nhiều. Đúng rồi, cần người ta toàn inbox rồi. Đúng rồi, người ta muốn thử, người ta muốn thử xem lên cái form cái dáng như thế nào, người ta không tự tin khi mua online. Em bán hàng chủ yếu là trực tiếp mà, bán Dạ. online hiếm lắm. Dạ đúng rồi. Mình gọi là chỉ đăng bài lên để cho khách biết được qua cửa hàng ấy. Để đơn online đếm trên đầu ngón tay thôi. Em thì khách hay coi lại livestream hay coi hình xong rồi mới qua. Đúng rồi đấy, nếu mà người ta có làm như vậy cũng đều là để cho khách qua cửa hàng thôi. Dạ. Miễn là tăng doanh thu là được vậy Đúng rồi. nhỉ. Em thì 90% là doanh thu từ online, nhưng mà em thì em bán khách quen nhiều. Em thì tầm một tháng này là em chán quảng cáo, em không quảng cáo nữa, cho nên là Tết nó cũng bình thường. Kiểu năm nay nó đúng cái dịp chán ấy, xong rồi là em kiểu Đúng. đúng thật để hơi thất bại một tí nên cảm giác nó hơi sụp đổ. Con đọc một cái tút là nhà không còn cái gì ngoài cái nịt rồi. Nhà em còn tận hai cái nịt luôn. TNI này thì nếu mà lướt kỹ ra thì cũng thấy là cũng không không phải là nhiều mẫu lắm. Mẫu thì tất nhiên nó do mắt nhìn, nhưng mà ở đây có hai trường phái. Một trường phái các chị có nói là có người thì bán toàn online, có người thì bán toàn offline. Thực chất là do cách các chị tiếp cận. Các chị bán khách online từ đầu thì các chị sẽ nhiều khách online, mà các chị bán khách offline từ đầu thì các chị sẽ nhiều khách offline. À. Và Em bây thì giờ đầu tiên em mở cửa hàng ấy thì bán cửa hàng thì cũng khá được, nhưng mà từ năm ngoái bắt đầu dịch ấy, bùng dịch một cái thì là em bắt đầu em quay ra online mạnh hơn ấy, thì lại được về online. Xong rồi đến lúc mà kiểu em bán được nhiều quá, xong rồi em bị khủng hoảng về tất cả các mặt quản trị ấy, xong rồi em bị làm bị tối lên, xong rồi bắt đầu kiểu đến cuối năm năm ngoái là bắt đầu không trụ được, xong đầu năm nay thì lại vỡ thêm quán nữa vào trước dịp mà mùng 1 tháng 5 nữa. năm gì mà không quản trị được, có ba cái cửa hàng bán ngày mấy mấy trăm mấy nghìn đơn mà không quản trị được. Tại vì em làm cả mảng sản xuất nữa. Em làm từ khâu giám mẫu. Phần sản xuất thì nên để cho một bên người ta làm cho tối ưu hơn, mình Thì chỉ có lần này thì em cũng nghĩ vậy. mình tập trung vào quản trị chất lượng, quản trị thương hiệu, quản trị khách hàng thôi. Mẫu mình duyệt mẫu cùng với đối tác, một là mình lấy mẫu mình đưa cho đối tác, hai là đối tác làm mẫu đưa cho mình chỉ ngồi duyệt duyệt mẫu, duyệt chất lượng, duyệt giá. Đấy. Và sau đấy thì mình đi phát triển cửa hàng. Đúng rồi, em cũng cho em nghĩ lên thế, tại vì là bắt đầu nhỏ lại xong rồi làm lại rồi tất cả các mảng xem rồi mình thu gọn, mình phát triển lại từ đầu cho nó dễ, vậy nó nhàn hơn, mình có nhiều thời gian để mình quản lý công việc hơn ý. Chung là các cái mẫu thời trang công sở nó đúng là nó cũng cứ na ná như nhau nhỉ. Vâng, Hay nó quay lại, nó quay lại. Nó trùng mẫu nhau là chuyện bình thường luôn đấy ạ. tại vì cùng kiểu cùng vải mà thằng nào ra trước thằng nào ra sau thì cũng nói thẳng ra là ăn cắp của nhau nhiều nữa, trừ những cái trường hợp mà vải đặt riêng đúng không, Em khi thấy nào vải đặt riêng ấy, như mọi năm em đi được Trung Quốc em lấy vải riêng ấy, xong rồi đến chưa đầy một tháng sau thì ở Ninh Hiệp nó cũng có cái vải đấy em à, thấy ạ. thì thực ra thì cái đấy cũng đúng thôi, nhưng mà em đã đi trước được một tháng em ăn hết thị trường rồi, em phủ bọn khác nó vào sau rồi nó kém hơn. À, cũng không có gì đặc biệt, tưởng các hãng có gì hơn nhưng không có gì đặc biệt. Xem vừa nãy em thằng vợ chồng nhà Hải Anh nó ra sớm, nó ra sau Nem, nó ra sớm Vâng. tạm tạm hiểu về cái nghề cái thời trang công sở này, này là tạm hiểu là cha đẻ của cái thương hiệu này chính là Nem.
Đấy. Vâng. Anh Trương Việt Bình là chủ tịch của NEM, vợ anh ấy làm cách đây năm 2013, là cách đây đúng 9 8 năm. 8 năm là mình đã từng làm việc với cố vấn cho NEM một thời gian, được làm việc với anh Trương Việt Bình là người là chủ tịch của NEM hồi đó. Vâng. Sau này thì nó trăm hoa đua nở, nó hàng trăm hàng nghìn nhãn nó ra. Đấy. Hải Anh trước đây là giám đốc người truyền thông của NEM, xong đó ra cũng mở một cái 7AM, 7AM xong cũng đợt vừa rồi cũng toang, cũng là nhập hàng tàu về gắn mác các thứ, cũng bị bọn nó bóc phốt. Vâng. Đấy. Khách Bây hàng giờ cạnh thì tranh cũng nhiều. bắt đầu là các hãng nhỏ 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 kiểu như là đấy, kiểu như Sianua rồi Sianook cái gì đấy, rất nhiều nó cứ ra thì mỗi người Đúng tỉa rồi. tỉa 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 một chút thị phần đấy, hoặc là như Baza của chị Nga cũng vậy thôi, ai cũng Vâng. mong muốn mình lớn, vấn đề là ai đi đường dài đấy, ai chăm sóc đại lý tốt. Đúng rồi đấy ạ. Em thì nói thật, chia sẻ thật với cả thầy là em bán cũng được 1 năm của CNI rồi. Doanh số trong cái vòng 1 năm đấy là đã dịch dã như vậy, nhưng mà em vẫn ổn. Em vẫn ổn định về cái doanh số của chúng nó. Thế nhưng mà bây giờ như kiểu là trên đấy nó sản xuất theo kiểu cuốn chiếu. Mở đại lý ra nhưng sản xuất theo kiểu cuốn chiếu. Hàng về ai bán được nhiều trước thì là sẽ có hàng đi trước, còn nếu không thì sẽ thu của những cái nơi mà bán chậm cho những nơi bán được trước. Thế nên là cảm giác rất là khó chịu khi mà đăng bài ví dụ quảng cáo lên trong nữa, có khách hàng ra đây lại còn không còn hàng ở đây khi mà bị công ty thu hồi, U về bị thu về cho những cái nơi mà nó bán hoặc phá giá thị trường. Chúng em là được đăng được là chiết khấu 40%, nhưng mà trong hợp đồng cái đợt đấy là em ký em lại không đọc rõ là được phép giảm giá 10 đến 20% với phần chiết khấu của công ty như vậy. Thế nên là nhiều đại lý là kiểu phá giá thị trường quá, về một cái là giảm luôn 10 đến 20%. Những cái nơi đấy là họ không phải thuê mặt bằng, chi phí họ rất là thấp. Như chúng em bây giờ chi phí cao mà bán cứ giảm giá như thế thì chúng em không đủ cả chi phí luôn. Thế là em đang nản với cái thương hiệu đấy, thì em đang muốn phát triển về Baza. Nếu như mà Baza mà ổn định được về cả cái phương diện như kiểu khống chế về cái giá thị trường, đưa ra giá chung đưa ra và định hướng chung, thì có khi em sẽ theo dài dài. về mặt dài hạn nhá, thì các chị đều rất là mong muốn cái chuyện là Đấy. bán giá niêm yết công khai và bán như nhau, giảm giá là giảm cùng nhau, chương Đúng trình là rồi của ạ. công ty đấy. Bản thân mình là một cái người mà làm kinh doanh và cố vấn thì mình cũng rất là mong muốn điều đấy, thực Đúng sự rồi. mình rất mong muốn điều đấy. Đấy, tuy nhiên là khi mà bắt đầu đó, đây là mọi người ngồi ở đây với nhau nhưng mà mặt bằng thuê khác nhau rồi thì cái khả năng về tài chính khác nhau, Đúng rồi. nên là có thể hợp đồng là như vậy nhưng mà có thể họ vẫn sẽ bán phá giá, cố gắng là hạn chế hết mức có thể thôi, chứ không 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 thể nào kiểm soát được tuyệt đối thị trường này. Và Nếu mà phá giá thì đừng có mà công khai. Em nói thật, như kiểu là gọi là ném đá giấu tay đi một chút đấy. Nhưng này đây của bên CNI là phá giá là công khai luôn. Thế nên là những cái đại lý như chúng em ấy là cũng đang từ bỏ dần. đã làm chuỗi thì phải phải rất là khắc nghiệt. Đúng rồi, phải khắc nghiệt, kể cả từ giá đưa vào hay bán ra như nào cũng phải khắc nghiệt luôn. Còn đại lý nhập là quan điểm của thầy là phải mua đứt bán đoạn, chứ chứ không 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 phải là cho đừng cho mượn hàng xong đi đòi về như thế. Ví dụ như Trang nhập, Trang cẩn thận thì Trang nhập ít, Trang không cẩn thận Trang nhập nhiều, không bán được thì đấy là của đại lý. Ví Còn về góc độ dụ nếu như mà công ty mà muốn để cho các nơi có bán theo giá của mình ấy thì cũng để giá vừa tầm. đúng rồi, em Tóm cũng nghĩ đến vấn lại là đề. nếu như cái set nhà thầy vừa bảo nhá, cái set đấy nhập vào là 420 nhá, như nhà Hải Ánh đang bán là 700 đến 800 thì cứ để nguyên giá niêm yết luôn là 700 đến 800 luôn đi. Và cứ thế là bán, đến lúc mà có xả thì đồng loạt xả vào một thời điểm nhất định và có thời gian nhất định và cùng xả.
như thế hơn, chứ không phải để 1,350 nhà Hải Ánh bán 800 và các nơi khác vẫn bán 1,2,3 khó lắm. Tại vì nhà Hải Ánh đang chạy quảng cáo mà. Bất cứ khách hàng ở các tỉnh nào cũng có thể nhìn thấy mà. Thế nên làm sao mà Chị nói các nơi mà có muốn nhập hàng thì cũng phải rụt rè, tại vì những nơi đấy đang chạy quảng cáo và bán không đúng với cả giá trên sản phẩm ấy, thì cũng là một nhược điểm mà. Đấy là em góp ý vậy. theo em là em có ý kiến ấy, ví dụ như là mình muốn mở rộng online ấy, thì được cái giá trên Mac bây giờ dân tình ai cũng thích giảm giá đúng không ạ? Ai Chị cũng ơi, thích nếu như mà giảm chị giá nói như vậy nhất. đấy, không, để Vâng. em ngắt lời chị nhá. Vì sao khách hàng thích giảm giá? Tại vì họ thích rẻ nhưng mà đẹp. Thế nhưng tại sao mình không bán luôn giá niêm yết và mình khẳng định được rằng hàng của mình cũng vừa rẻ vừa đẹp, không cần phải giảm giá? Nếu như Có thế thì nhiều cách sẽ mà chị, có rất nhiều cách luôn. nếu như thế thì sẽ không tạo cái Nếu cảm mà giác chị là muốn bán giá rẻ như vậy mà chị không muốn giảm giá thì chị có thể tạo ra một cái chương trình riêng cho từng khách mua hàng một. Ví dụ mua 1 triệu được tặng như thế này, được tặng bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm. Mua nhưng từng mà ngày đơn 1 triệu thì được tặng bao nhiêu, đơn để một 2 cái triệu được bài bao đăng, nhiêu. để một cái bài đăng mà nhiều khách xem thì nó phải có chữ giảm giá, sốc và thật sốc nữa cơ các chị ạ. Nếu mà các chị chỉ bán cửa hàng không thì nó sẽ khác với bọn em bán online, bởi vì khi online mà không giảm này thì có khi một cái sản phẩm 100.000 người ta cũng không thích mua, mà ví dụ nó phải là Em 200 đang hoặc nói là là cái nhược 300. điểm là như vậy. Vâng, đúng rồi. Thế nên em đang nói là cái nhược điểm là như vậy. Đúng chưa? Chứ em không nói là chị làm như vậy là không đúng hay như thế nào cả. Đấy là em chỉ đưa ra cái quan điểm của chúng em bán hàng từ trước đến nay như vậy, kể cả là online hay là offline đều như thế. Vì Ok, sao rồi, em giữ thương stop. hiệu, em bán 10 năm nay rồi, cửa hàng em vẫn nổi tiếng ở thành phố, là bán đúng giá và chuẩn giá. Thôi, rồi, stop nhé. Bây giờ ta sẽ quay lại vấn đề này. Thứ nhất là ta đang làm quảng cáo. Và thật ra không, mọi người không cần nói. Thầy chỉ cần đến công ty, thầy nhìn một cái kiểu mà công ty Baza cho mọi người nhập giá buôn và không khống chế là thầy sẽ biết ngay là trăm hoa đua nở. Rồi ạ. Không cần nói nhé, không cần nói. Và đây không phải là lỗi của ai cả. Đây không phải là lỗi của Trang hay là của Chi hay của Hoài. Đây không phải lỗi của ai. Đây là chính sách giá bán buôn kiểu Ninh Hiệp. Kiểu Đúng Ninh rồi. Hiệp tức là tôi bán giá đó, còn các bạn bán giá nào tùy các bạn, đúng không? Và làm kiểu đó là sẽ ổn. Theo kiểu là ok, tôi cứ bán sản lượng, tôi cứ bán sản lượng. Nhưng làm kiểu đó sẽ không làm được chuỗi. Hiện Không làm được nay chuỗi ạ. là công ty đang bán hàng theo cách là các bạn cứ nhập đi, các bạn cứ bán đi, bán càng nhiều càng tốt. Tôi chưa có ý định làm chuỗi, tôi chưa có ý định treo biển Baza cả nước, tôi chưa có ý định làm nhận diện thương hiệu, ví dụ thế. Thì đây là tôi phân tích cho các chị và các bạn nghe nhá. Đấy là những cái ưu và nhược điểm của mỗi mô hình. Đấy, và mình cũng có theo dõi một số page, mình biết ngay là có page bán rẻ, có bếp bán đắt, có bếp bán đúng giá. Đấy, thế thì mỗi một cái nó đều có ưu và nhược. Chẳng hạn nhé, ví dụ như ở đây chẳng hạn như này, trường hợp của rêu của chị Nhung. Đấy, chị không tham gia vào cái việc này. Bởi vì sao? Bởi vì là chị đặt hàng sản xuất của công ty và chị có mác riêng, giá là chị quyết. Thế nhưng mà nếu đã là cùng một nhãn, cùng một mẫu, đúng không? Nó chỉ khác nhau về người bán. Đấy, nó chỉ khác nhau về người bán. Thế thì nếu như vẫn đang áp dụng phương pháp này của công ty thì là sẽ cứ để mọi người trăm hoa đua nở, vì đấy là nguyên tắc của thị trường. Và thứ hai là nếu như công ty muốn đi theo dạng chuỗi thì bắt buộc công ty sẽ phải niêm yết giá, sau đó thưởng hưởng chiết khấu, sau đó là sẽ ra chính sách là gì, ví dụ trong vòng 30 ngày cái mẫu đấy bán giá này, đến ngày thứ 45 thì bán giá này, đến ngày thứ 50 bán giá này, tức là nó sẽ có lộ trình và mọi người sẽ đều được tuân thủ nó. Và cách làm ấy là mua đứt bán đoạn chứ không có nợ mới lại mượn. Quan điểm đấy là quan điểm của thầy, nếu mà thầy làm thầy sẽ làm như vậy. Mặc dù làm như thế là rất là khó đối với các đại lý không dám nhập nhiều, nhưng mà như thế thì nó mới chắc cú,
và nó mới khiến cho là người nào là người có sức mạnh và người nào người không có sức mạnh. Ví dụ như Trang ở Hải Dương, Trang có sức mạnh, Trang bao hết đi, nhập nhiều vào, em độc quyền cho thầy. Em tức là những thằng nào lấy hàng ở đấy là phải qua em, thì em nhập nhiều, em được giảm sâu, em được giảm sâu thì em bắt đầu bán lại cho người ta lời 5.000, 10.000, 20.000 trên một sản phẩm. Thì lúc đấy cái vai trò của đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, cấp 3 nó mới khác nhau. Vâng. Chứ bây giờ cứ nhập, ví dụ như là ra ngoài Ninh Hiệp nhập 5 triệu cũng chiết khấu như vậy, xong một người nhập 50 triệu cũng chiết khấu như vậy, thì chẳng thằng nào nhập 50 triệu cả. Đúng rồi Chẳng thầy. thằng nào chẳng chịu chẳng thằng nào chịu dơ báng ra để ra đầu dơ đầu ra để chịu báng nó đánh vào đầu cả, đúng không? Vốn người ta yếu người ta cũng sợ mà, với hai Thì nữa bây giờ mình kinh cũng doanh sẽ thông cảm với người ta trong năm nay. thầy mà làm ấy, là thầy quan điểm của thầy là ép, nói chung quan điểm của thầy là ép tối đa đại lý, ép rất mạnh luôn và đồng hành cam kết, hai bên cùng cam kết. Ví dụ như là bây giờ thầy muốn chị Hoài ở Bắc Giang là bán 1 tỷ một tháng, thầy muốn chị Trang bán 500 một tháng. Bây giờ ngồi bàn thảo thật sâu vào làm thế nào để bán được 500, làm thế nào bán được 700, Đúng rồi, tương ở đương với bên đấy bao cũng nhiêu là con mẫu, số ạ. giảm Bên đấy giá có như em thế con số. nào, chương trình khuyến mại ra sao, đào tạo những cái gì, mở thêm mấy điểm bán như thế, Rồi. rồi ngồi hạch toán hết chi phí bán hàng, chi phí nhân viên, chi phí giảm giá, chi phí thuế, chi phí điện nước, chi phí quảng cáo. Vậy lợi nhuận dòng là một tháng là mấy phần trăm, có làm được không, chi phí tồn đọng xả kho vân vân, tính hết